Hiếu Minh Auto chi nhánh miền Nam xin mến chào tất cả các bác và anh em nhé. Hiện tại cửa hàng bên em ở thành phố Hồ Chí Minh nằm ở địa chỉ số 48B cư xá Bà Điểm, mặt đường quốc lộ 22, cách bến xe An Sương khoảng 5 đến 700m. Và hôm nay thì với cục đẩy công suất Martin MX36.000W Plus này, em xin phép gửi đến anh Trần Văn Ràng ở thị xã Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định. Và anh đã có đặt hàng và chuyển tiền bên em. Và em sẽ test thử chất âm cho anh và mọi người cùng tham khảo. Về sức mạnh cục đẩy này thì không có điều gì để bàn tán nữa rồi, vì đây là một cục đẩy công suất rất là mạnh và khỏe. Ngoài ra thì em chỉ test chất âm của cục đẩy này thôi để các em tham khảo về cái chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm này các bác em nhé. Trước khi đi vào test chất âm thì em có giới thiệu qua về cấu tạo của dòng sản phẩm Martin MX36.000W Plus. Thì mến thưa các bác bên em và anh em, thì đây là cái tên của dòng sản phẩm MX36.000W Plus, chứ các bác đừng có nhầm tưởng mà đây là công suất là 36.000W, là hoàn toàn sai lầm các bác em nhé. Và cái dòng sản phẩm này thì bên em đã bán rất là lâu rồi, bên em quảng cáo đến 1-2 năm nay rồi, từ những dòng Martin như là 18.000W rồi 36.000W và hiện tại là đang là 36.000W Plus. Dòng này là dòng cục đẩy công suất 4 kênh hiện tại nặng nhất trên thị trường. Nguyên thùng nguyên hộp rơi vào 47,5 kg. Thưa các bác và anh em, nguyên thùng nguyên hộp là 47,5 kg, là cục đẩy nặng nhất trên thị trường hiện tại hiện nay. Bởi vì sao nó nặng? Bởi vì đây là một cái nguồn đồng rất là lớn. Nguồn đồng rất lớn các em nhé. Khối lượng chính là nguồn đồng. Và đối với những cục đẩy, dòng cục đẩy khác ấy, thì khi người ta làm cũng là cái nguồn đồng bán kính 20cm này, nhưng cái phần này, phần này ở giữa này nó rất là lớn nên là khối lượng nó sẽ bị giảm nhẹ hơn. Còn đối với dòng này thì lượng đồng nó rất là nhiều nên là khối lượng nó sẽ nặng hơn những cục đẩy bình thường. Ngoài ra, để phát huy hết công suất của dòng đẩy này thì người ta đến trang bị lên 96 sò công suất cho tổng toàn bộ cục đẩy, tức là mỗi mạch mỗi kênh là 24 sò. Đây thì em xin phép quay lại cái dòng sản phẩm này. Thì nói đi nói lại thì cái dòng sản phẩm này bên em đã review rất là nhiều rồi. Nhìn các tụ chở đấy các em xem, những chở đây trắng nó rất là chắc chắn, không bị lung lay. Hiện tại thì trên thị trường anh em họ bán rất là nhiều cái dòng sản phẩm nó na ná như thế này. Giá 8 triệu cũng có, 9 triệu cũng có, 9 triệu rưỡi cũng có. Nhưng các bác hãy lựa chọn cho mình một cục đẩy công suất để đi làm ăn. Đây là cục đẩy công suất dành cho làm ăn, cần sự ổn định cao, cần sự bền bỉ. Chúng ta hãy bỏ ra một chút đồng tiền tìm một sản phẩm chất lượng hơn. Nó mắc hơn không đến bao nhiêu cả, nhưng mà nó thực sự chất lượng để cho chúng ta một sự ổn định nhất định khi chúng ta đi làm. Thì trong cái dòng sản phẩm này thì bên em hiện tại đang bán với giá là 10.500.000 đồng. 10.500.000 đồng các em nhé. Một cái giá khá là phù hợp, nó không quá đắt đâu, nó không quá mắc đâu. Giá rất là phù hợp thôi. Và dòng sản phẩm này thì dùng đến 32 tụ lọc. Các bác và anh em nhìn đây. Tầng trên nó là gồm 16 tụ lọc và tầng dưới nó sẽ thêm 16 tụ lọc nữa. Đây em sẽ quay cái chiều hướng này dưới các anh cùng xem. Đây bên dưới này nó sẽ có một tầng tụ lọc nữa. Đấy các em nhìn rõ nhá, một tầng tụ lọc. Công suất của cục đẩy công suất này là mỗi kênh là rơi từ khoảng từ 1450W đến 1500W một kênh, là công suất rất là lớn rồi. Bình thường những cục đẩy công suất trên thị trường thì chỉ rơi chuẩn vào 1200 đến 1300W thôi. Đấy là công suất thực các em nhé, công suất thực chứ không phải công suất ảo. Và được trang bị 4 quạt gió. Những cục đẩy công khác thì những cục đẩy công suất lớn này thì được trang bị 4 quạt gió là điều hiển nhiên rồi, không có gì để nói nữa. Và đối với dòng sản phẩm này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác 1 năm nhé, đảm bảo cho các bác luôn luôn đi ra những sự kiện luôn luôn được sự ổn định nhất định nào đó và đem lại lợi nhuận nha. Nói chung là thu hồi vốn nhanh. Vâng, mến thưa các bác và anh em, thì ngay sau đây em sẽ test một ca khúc Bolero để gửi đến chất lượng âm thanh của cục đẩy công suất Martin 36.000W này các bác và anh em cùng tham khảo. Thì em hiện tại đấu trực tiếp. Đối với những dòng đẩy bên Hiếu Minh Auto thì bên em chỉ test trực tiếp từ đi từ TV xuống, lấy âm thanh nguyên bản đi từ TV xuống và đi qua loa luôn các em nhé, không qua một thiết bị xử lý nào đâu ạ. Đây là cái điều đầu tiên mà hầu như tất cả đối với dòng đẩy bên cửa hàng Hiếu Minh Auto đều làm như thế, để được cái chất âm trung thực nhất gửi đến toàn thể các bác và anh em tiện bề tham khảo. Vâng,
Thì ngay sau đây em xin phép được test một ca khúc Bolero. MX36000W của em đến đây là tạm dừng. Các bác nếu có nhu cầu mua dòng sản phẩm này thì vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là có thể qua cửa hàng số 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, và cơ sở miền Nam là số 48B, cư xá Ba Điểm, nằm trên mặt đường quốc lộ 22, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh của em nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em. Xin mến chào và hẹn gặp lại.